Xin chào các bác nha. Em Sơn lại tiếp tục phục vụ những chương trình băng cối để phục vụ cho Tết dương lịch, Tết âm lịch sắp tới rồi. Và vẫn là cái điệp khúc cũ cũng như là chính sách và cả cái phong cách làm việc, đó là lên những cuốn băng cối 7 loại đặc biệt. Đặc biệt ở đây là gì? Tức là mua cuốn băng 7 nhưng thời lượng nó gần ngang ngửa như băng 10. Cái loại băng 10 bình thường là anh em cuốn này là nó tương đương, bởi vì cuốn này nó gần 30 bài là tương đương một cuốn băng 10 bình thường rồi đấy. À, còn bên em thì chuyên tăng các băng đặc biệt mà. Tốc độ tiêu chuẩn 7/1/2 nhưng anh em vẫn được những cuốn băng 7 đặc biệt. Một mặt là chủ đề xuân này, tầm 14 bài anh em nha. Đấy là danh sách em đã lên cơ bản, còn có tầm bonus thêm 4 bài, 5 bài nữa, bởi vì băng nó dài mà. Là tầm mặt A này tầm 14 15 bài xuân đặc sắc, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Edith Phương. Và mặt B thì không thể thiếu được tiếng hát của Chế Linh, Người Nhập Cuộc, cũng tầm 12 13 bài nữa, là tổng gần 30 bài cái cuốn này. Khoảng 28 bài. Đấy là tương đương băng 10. Tốc độ tiêu chuẩn quốc tế đều dùng 7/1/2 mà lại băng dài 2 3 tiếng. Tuyệt vời chưa? Giá vẫn ngon bổ rẻ cho anh em. Cuốn băng 7 đặc biệt nhưng thời lượng như băng 10. Bao ship trọn gói cho anh em. Anh em chốt đơn để chơi xuân nha. Vừa có nhạc xuân này, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Elite Phương, mà vừa có Chế Linh, Người Nhập Cuộc, nhạc trước 75 này. Nói chung là rất hay. Anh em chốt cuốn này thì nhanh gọn nhá.